các bạn đã sẵn sàng chơi dòng máy quay rem mà đã muốn nhu cầu mà ráp lại full một bộ bình xăng con bao tử co xăng quay thái 110 hàng zin chính hãng thì cứ alo shop Quốc Thắng mình nha anh em. Hiện tại bây giờ mình đã có đủ full bộ bình xăng con bao tử hàng zin chính hãng Honda Thái Lan dành cho anh em muốn có full một bộ bao tử đầy đủ hàng zin chính hãng nha. Đây bây giờ tải muốn ráp full một bộ hàng zin chính hãng của bao tử co xăng bình xăng thì nó gồm tất cả những chi tiết như trong hình nha, nó là những chi tiết lẻ đây đầy đủ hết để anh em về ráp vô full bộ thành bộ bình xăng con quay thái 110 hàng zin chính hãng. Ở đây một là mình bán full bộ như hình nha anh em, đầy đủ hết. Ngày mai thì hôm nay mình chỉ quay cái clip sơ sơ thôi tại vì bây giờ là tối rồi, hàng thì nói về đủ tất cả chi tiết thì mình up cho anh em xem trước. Thì full một bộ như hình sẽ bán là 1.950.000 cho full bộ bình xăng con quay thái 110 hàng zin chính hãng. Đầu tiên đây là cái bình xăng con quay thái 110 hàng zin chính hãng Honda. Cái bình này thì mình trong mấy cái clip trước thì mình cũng có làm rồi. Đây là hộp. Trên một cái bao tử chính thì nó sẽ bao gồm 3 chi tiết. Đó là mặt nhỏ nè, phần mặt dày, ruột thì nó sẽ có cái lọc gió. Và trên hai cái đỉnh này nó sẽ có hai cái nắp nha. Ở dưới đây thì nó sẽ có thêm một cái cổ su nha, cổ que, một dòng sắt để siết cái cổ e dưới lại bình xăng con, co xăng, phíp. Và đặc biệt là quan trọng là anh em chơi 110 thái thì nó rất là đang tìm kiếm cái món này, đó là cái cục xá xị. Đây là cũng đúng cục xá xị của quay thái 110 nha anh em. Anh em nào mà chơi xe nhìn cái mã với lại là cái thế mà đường ống như vậy là biết là đúng là của quay thái 110 nha, đúng của quay thái 110, không có phải là của rim lùng 105 nha, không có chuyện bùa phép trong đây. Đây đúng cục xá xị của quay thái 110 luôn này. Đây, để ráp thành một full một bộ nó sẽ có bao gồm những chi tiết này. Anh em có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại là 0933 996 332. Shop Quốc Thắng nha.